Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? À, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sao khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm gì cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm để qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Huy không? Anh Huy hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Huy thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng hồi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh. Nhưng mà hơn vậy thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không? Có nên mời Shadow không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà. Còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta. Nằm mơ cũng không, chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này. Vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi Anh Huy à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ. Nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau. Cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, Anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Đẹp.
của bạn đây. Ờ? Ờ? Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất. Chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương. Nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, Baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ? Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang! Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh thôi. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Cha Cha Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, Anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là Anh Huy hả? Nhưng Anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô? Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em mà. Sao lại như vậy? Hê, chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Hả? Chúng ta sao? Chào bạn ơi. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì cha đưa gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy để làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình mà. Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích. Tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thế sao hả? Bạn có quá trời đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa. Cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho cha đâu. Mình ghét chị cho ơi, mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương.
mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó anh Hui sinh ra đời, hãy đáng mang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt. Nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đô, mình ghét bạn nhất trên đời này. Đây là cái gì vậy? Cha đô à, có thể đó là... Để coi viết cái gì đây. Lá thư này sẽ mang tới cho bạn một sự may mắn không sao tả nổi. Theo truyền thuyết bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước ở nước Anh. Đây là một lá thư dây chuyền đó. Nếu trong vòng 4 ngày bạn không gửi đi 7 bản sao của nó, bạn sẽ gặp xui xẻo. Mình không có thời gian để sao chép nó thành 7 lần đâu. Là ai chứ? Rốt cuộc ai đã gửi lá thư này cho mình hả? Để mình giúp bạn tìm thủ phạm nha. Vật chứng duy nhất chính là lá thư này. Chỉ cần đem nó tới phòng khoa học hình sự lấy dấu vân tay là ra thủ phạm ngay. Vậy chúng ta làm bằng cách nào? Cái đó thì mình cũng không biết. Cãi đi, mình sẽ không tin vào mấy cái chuyện này đâu. Thư dây chuyền. Mình trễ học rồi. Hôm nay lớp mình sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp sân trường, vậy mà mình lại tới trễ rồi. Phân chó ở đâu ra gì nè? Mình đã quên mang theo đôi dép để thay ra. Đất sét dành cho lớp nghệ thuật cũng không mang theo luôn. Không sao, trên đường đi mình vẫn có thể mua được mà. Nhưng mình cũng quên cái bóp luôn rồi. Bạn đang làm cái trò gì vậy? Đó là cái giá cho việc chế giễu em trai đô mắt của mình. Đây là bạn có đúng không? Mắt của bạn bị lét hả? Mình có chỗ nào trông giống nó đâu. Kìa, là người đó. Thiệt là đã trễ rồi còn gặp mấy cái chuyện gì đâu không à. Ủa nhưng mà mình đang ở chỗ nào vậy kìa? Trời ơi, nhưng tại sao lúc này còn lạc đường chứ? Nè, hôm nay lớp mình được chỉ định dọn dẹp sân trường, mà sao giờ này bạn mới tới vậy? Xin lỗi nha, hồi sáng mình bị lạc đường. Bạn nói là bạn đã bị lạc đường á hả? Lại đúng vào ngày lớp mình phải dọn dẹp sân trường sao? Nhưng sao lại có mùi cá ở đây vậy cơ? Đúng rồi ha, người bạn ấy có cái mùi như phân chó và nước cống trộn lại. Em đã quên mang theo tiêu rồi hả? Sáng nay lại còn đi trễ không làm vệ sinh lớp. Mau xuống cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Lại là chơi cha đua sao? Em có thể dùng bã của cục gôm để thay thế cho đất sét mà cô. Khi nào gì không sao chép lá thư nên bạn mới bị xui như vậy hay không? Có khi nào là vậy thiệt không ta? Nhưng mà mình không tin mấy cái trò mê tín đó đâu. Cái này không phải mê tín mà là thư dây chuyền đó. Để đọc thử coi. Sao 4 ngày phải là 30 bản? Nếu để qua một tuần, bạn phải gửi đi là 100 bản. 100 bản lận hả? Cái này giống như là đang ngồi chép phạt. Em xin lỗi vậy.
hoàn thành rồi. Ủa, cái này là gì vậy con? Ờ, cha nuôi của chúng ta trưởng thành rồi nha. Hôm nay còn biết viết thư cảm ơn gửi cho ba mẹ nữa nè. Dạ, mọi người ăn nha, con phải đi học đây. Trời, cha nuôi! Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ có đôi cánh tay rất là khỏe mạnh, viết 30 lá thư sẽ không mất thời gian nhiều đâu. Mình cứ thấy sao sao á, chỉ vì muốn được giải thoát mà khiến cho bạn học khác phải chịu khổ sở thì thiệt là... Dù sao cũng đã chép lại rồi, mình có nên tặng cho cô giáo nhân từ một bản không ta? Nè 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 nè, bạn dẫm lên đường biên rồi kìa anh Huy. Mình không có nha. Hả, bạn nói cái gì chứ? Nè, bạn nhìn thấy có đúng không? Bạn ấy đã dẫm lên đường biên đó. Mình không có nhìn thấy gì hết. Hả? Nè, bạn ganh tị với sắc đẹp của mình có đúng không? Người đẹp như mình sẽ không bao giờ nói dối. Cái gì vậy trời? Cẩn thận đó nha. Cẩn thận nha. Dài chưa? Xém chút là chết rồi. Nè, bộ bạn muốn ám sát mình hay sao vậy hả? Mọi người nghe đây, tập trung tấn công cha đu. Vậy là sao? Có chuyện gì vậy nè? Đừng để cho cha đu có được bóng nghe chưa? Mau ném cho người kế bên các bạn đi. Minchi à? Hãy xem, cú ném lốc xoáy. Sến Hun à, bạn chưa bao giờ tham gia lớp thể dục mà sao hôm nay lại chuyên nghiệp quá? Ba của con huyền thoại Đốc Bột xin hãy ban cho con sức mạnh. Nhưng ba của bạn là một doanh nhân mà. Cú ném sấm sét. Shadow à, bạn có sao không vậy? Hãy coi mình đây. Các bạn mau buông mình ra. Chuyện này là sao hả? Không phải là em cô ơi, là do bạn Đôn Đôn gây sự với em trước mà cô ơi. Minchi à, cha đu chính là người gây chuyện, hút cha đu nha. Nói chung là cô đã tận mắt nhìn thấy em đang đánh bạn, cho nên cô phạt em dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng. Thật là uổng công mình coi các bạn là bạn, còn lo cho các bạn chịu khổ khi nhận được lá thư di chuyền. Thôi được rồi, đã vậy thì đừng có trách mình. Hãy chờ xem mình sẽ làm gì. Mình sẽ biến thành nữ thần xui xẻo. À không, mình sẽ phân phát những lá thư xui xẻo cho các bạn. Sao hôm nay bạn vui quá vậy hả? Có phải là bạn đã phát hiện được gì rồi hay không? Là gì nữa đây? Sao tự nhiên lại quan tâm tới kẻ thù của công chúng như mình vậy hả Minchi? Ủa, cái này là... Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó cha đâu sinh ra đời. Hãy hát vang lời chúc mừng. Chadu à, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Đây là quà của mình. Nó là phiếu hẹn hò chính tay mình thiết kế đó. Hôm nay mình hơi bận rộn nên tụi mình hãy đặt lịch hẹn vào ngày mai nha. Chúc mừng sinh nhật bạn nha Chadu.
Tụi mình đã lên kế hoạch để tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cho bạn đó. Mọi người đều háo hức lắm đó nha. Đây chính là ý tưởng của Yunsuk á. Bạn nên mời mọi người đến Burgerland để ăn mừng đi. Sinh nhật của bạn mà. Nhàm chán thiệt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình không biết nên nói gì nữa. Mọi người à, sao chúng ta không ra ngoài và chơi bóng đi ha? Nhưng mà Danny định thổi một bài nhạc để tặng cho chúng ta đó. Mọi người cứ nhìn mình như vậy, mình thật sự không thể thổi được. Rồi, không thổi được cũng không sao đâu. Bây giờ mọi người cùng ra ngoài chơi bóng với nhau đi. Và khi mọi người ra ngoài hết thì mình sẽ lấy lại các lá thư. Ủa, đây là cái gì vậy? Là một lá thư sao? Nè, khoan đã, đó có phải là thư dây chuyền không? Mình cũng có một lá nữa nè, giờ phải làm sao đây? Mình cũng có nè. Mọi người ơi, mấy chuyện này chỉ là mê tín thôi mà, cho nên hãy mau quên nó đi ha. Bạn là người đã gửi thư đúng không? Trời Shadu, bạn là người duy nhất trong lớp này không nhận được thư. Khoan đã, mình không biết là bạn đang nói gì hết. Tụi mình cùng nhau hát lại bài chúc mừng sinh nhật đi ha. Shadu. Ủa? Đây là... Tự nhiên thấy ngại ghê. Trời, cái gì vậy nè? Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Ơn Hui không? Hả? À, bạn đang nói màu giữa móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ màu giữa móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mẹ? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa. Mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau. Làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn. Nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Dạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màng bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền. Coi chừng lớp màng bọc bung ra đó. Xảy ra chuyện gì vậy?
bạn không thể nhuộm được bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy hả? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Huy đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đã thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Tự nhiên vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Hàn Nhân Vinh, Hàn Man Bố. Rốt cuộc người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bực quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Tức quá. Được rồi, mặc dù không thể tìm ra được người đó là ai, nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? Tại vì mình bị té đó mà. Hả? Rất nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay, theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê, trời ơi, con mau qua đây, mẹ cắt móng tay được đâu. Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho Cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ tuyết rơi. Không thể như vậy được.
bản tin tiếp theo. Hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn của mình. Cái gì chứ? Hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. Sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. Đó là Hong Myeongbok, anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Anh ấy đánh ba cú rất là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời. Ra là vậy, tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myeongbok sao? Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Chadu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu. Gì vậy? Sao Chadu lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Móng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Cái gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha. Bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Tôi đang ở đâu đây? Ngươi là ai vậy? Con là Chadu hả? Chadu của ba là giỏi nhất. Mẹ mua súng cao su cho con nha. Không được, con gái con đứa ai lại đi chơi súng cao su giống như mấy đứa con trai được chứ. Nhưng không mà được mẹ đâu. Ơi, con thật sự rất thích súng cao su. Mua cho con, mua cho con. Nè, con không thấy mẹ đang bận hay sao hả? Con có phải là con của mẹ không? Con mới nói cái gì? Đúng là mẹ không có thương con mẹ. Con chỉ là con nuôi thôi. Lại có chuyện gì nữa vậy? Trời Chadu, con có đứng lại hay không hả? Con không thích cái đó đau lắm. Mày mà bắt được con là con chết chắc. Có chịu đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại đó. Thiệt là, con cứ như vậy thì lớn lên sẽ làm được cái gì hả? Tại sao bây giờ con phải nghĩ tới chuyện đó chứ? Để lớn lên rồi nghĩ cũng được mà. Con nói cái gì vậy?
Trời ơi là trời, sao con không hiểu gì hết. Ước mơ của ba là biến cô thành những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, để con có thể trở thành hoa hậu thế giới. Hoa hậu thế giới. Ba, ba vẫn còn các con mà ba. Mimi à, cô bé như cô sẽ không bao giờ khiến ba thất vọng. Nhưng con cả là đại diện của cả nhà, chính là con đó. Dạ. Không thể để như vậy được. Đi theo ba. Hay là để tôi giúp cho quý khách. Hả? Quý khách muốn tìm kiểu như thế nào? À, không, mà có vẻ quần áo ở đây không hợp với con gái tôi lắm. Để tôi xem thử, cô công chúa xinh đẹp của chúng ta sẽ phù hợp với kiểu nào đây. Trời ơi, đây là con gái của quý khách sao? Không thể tin được. Yeah. Con phải mặc cái đầm bánh bèo này hả ba? Có vấn đề gì sao? Người đẹp thì phải mặc đồ đẹp như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà cái này hợp với Mimi hơn. Không được, ba nói con mặc thì con phải mặc cho ba. Tôi xin lỗi, chọn giúp tôi bộ khác. Trời ơi, đẹp quá. Cô bé thật sự rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ cái này được thiết kế riêng cho con gái của quý khách đó. Hả? Anh nói thật. Tất nhiên rồi, cô bé như một nàng công chúa vậy đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy tôi sẽ lấy cái váy này, anh tính tiền giùm cho tôi nha. Thấy chưa, cái váy đó rất sang trọng và quý phái. Nhìn con bé giống như đang bước từng bước tao nhã trên mây vậy. Thậm chí con bé cười cũng. Trời cha đu, con không được ăn nữa. Từ bây giờ con phải bắt đầu giảm cân đi. Người ta vẫn thường hay nói là trời đánh tránh bữa ăn đó ba. Các phụ huynh có biết trẻ con cũng có thể trở nên xinh đẹp. Hãy đến với trường dạy về nghi thức của chúng tôi. Mong cô giáo hãy để mắt tới con bé cha đu nhà tôi. Về chuyện này anh cứ yên tâm. Chỉ cần ở trường của chúng tôi một ngày thôi, cô bé sẽ trở thành một đứa trẻ dễ thương với phong cách riêng biệt. Em tên là cha đu hả? Dạ. Khi em muốn ngoáy mũi, em phải lấy một tay che lại như vậy mới được đó. Tất cả các em chú ý nha. Khi rót trà, chúng ta phải dùng tay trái để đỡ và chậm chậm đưa lên sao cho không tạo ra tiếng động. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm thử có được không? Khi chào phải nhẹ cúi về phía trước, sau đó thì ngẩng lên giống như vậy nè. Tư thế chào của cô rất là tốt. Em tặng cho cô nè. Trời cha đu. Dạ. Ba thân yêu ơi, con gái của ba đã quay trở lại rồi đây. Con gái của ba, con học hành chăm chỉ như vậy là rất tốt. Ba rất tự hào với con. Con rất xin lỗi vì trước đây đã không biết cách cư xử tôn trọng đối với ba mẹ. Chúng ta bỏ đi thôi. Rồi, đây là bước cuối cùng. Hãy tập trung vào trái banh, hướng đến khung thành và dứt điểm. Cha Đương à, hôm nay bạn bệnh hả? Không có, sao vậy? Tại vì nhìn bạn hôm nay không giống như cha đu của mọi ngày á. À, cha đu à. Ủa? Ha ha ha.
Công chúa của ba ơi. Hả? Cho cha đu. Sao lại là con? Con chào chú Hồ Đôn. Minh Chi à, sao con mặc đồ của cha đu vậy? Dạ tại vì bây giờ cha đu đang tham gia một trận đá bóng đá ở trong trường á. Hả? Con nói cha đu đang đá bóng sao? Dạ, hôm nay đội bóng của trường con thi đấu với đội bóng trường bên cạnh, nên cha đu đã đại diện cho trường để tham gia đó chú. Con bé kia, sao con dám làm vậy chứ? Gì đây? Tại sao đội bên đó lại có một đứa con gái lẫn vô vậy? Đúng là một đám thảm hại. Thôi cha đu đánh bại tụi nó đi. Bên đó đây. Cha đu à? Không đủ. Cha đu à? Cô ơi, em không có sao hết. Mọi người không cần phải lo lắng quá đâu. Cha đu à? Phải rồi, phải rồi. Con đá đi. Cha đu à? Cha đu à? Cho cha đu của ba. Kỹ thuật giả ẹt mà cũng đòi đấu với tụi này, các bạn thua chắc rồi. Ôi trời, mình sẽ cho bạn thấy kỹ thuật của mình. Con gái bé nhỏ của ba, ba tự hào về con. Bạn dám lấy banh của mình. Cha đu cố lên. Đừng mà. Thật tuyệt vời. Trời cha đu. Ba ơi. Cha đu à? Con gái của ba. Con không ngoan có phải không ba? Không đâu, con gái của ba là giỏi nhất. Cha đu của ba là giỏi nhất trên đời. Cha đu ơi, cú sốt của em đã đụng lưới đội già rồi. May quá vẫn còn kịp chứ đu à. Bạn là chạy đưa tới trường sao? Tại bạn không biết đó. Mình tưởng sắp trễ học rồi cho nên mới phải chạy cấp tốc tới trường. Chạy cả đoạn đường như vậy chắc bạn khát nước lắm ha. Uống nước đi. Cảm ơn bạn nha. Sao tự nhiên bữa nay bạn tốt vậy? Thì tụi mình là bạn bè mà. Khai thiệt đi, bạn không bỏ độc vào trong nước chứ? Bạn đang nói cái gì vậy? Sao mình có thể bỏ thứ gì đó vô trong nước uống được? Mình có thể tin bạn được không? Tất nhiên là có rồi. Mà nói thiệt nha, bạn luôn là người có nhiều năng lượng nhất lớp mình đó, có đúng không mọi người? Bạn biết không, mình thấy cha đu chàng này năng lượng giống vậy nè. Bạn ấy khỏe mạnh và xinh xắn nữa. Các bạn bị chạm mạch hết rồi đúng không? Các bạn ấy không có bị gì đâu mà. Mình nghĩ họ hành động như vậy là vì chuyện ngày mai đó. Ngày mai thì sao chú? Thì ngày mai là ngày lễ tình nhân đó. Hả? Ngày mai là ngày lễ tình nhân sao? Đúng vậy, ngày mai chính là lễ tình nhân á. À, mới đó mà đã tới lễ tình nhân rồi. Nhưng mà
chuyện gì xảy ra với Don Don vậy? Năm ngoái mình học chung lớp với Don Don nên biết được một chuyện là như vậy. Nè, cho Sơn Đôn, bạn không được tặng quà hả? Shadow, bạn đã uống ly nước mà mình đưa chưa vậy? Mình nghi ngờ là bạn có ý đồ xấu nên đã đổ đi rồi. Đừng làm phiền mình nữa Don Don nè. Bạn thiệt là, tại sao mình phải làm như vậy chứ? Lát tan học chúng ta cùng đi về nha, cả Minchi nữa. Tại sao mình phải về chung với bạn chứ? Bởi vì nghe nói dạo gần đây có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc trẻ con. Các bạn lại là con gái nên cần có người đi theo để bảo vệ. Cho nên tan học về chung nha. Rốt cuộc thì bạn ấy nói cái quái gì vậy hả? Năm ngoái, Đôn Đôn là bạn trai duy nhất ở trong lớp không được nhận sô-cô-la từ các bạn gái đó. Thì tại bạn ấy có bao giờ đối xử tốt với con gái đâu. Không nhận được sô-cô-la là đúng rồi còn gì. Bây giờ có muốn làm gì để lấy lòng họ cũng đã quá trễ. À phải rồi, cha được. Bạn sẽ tặng sô-cô-la cho ai? Sao mình lại phải tặng chứ? Bạn không thấy đem sô-cô-la đi tặng cho người khác rất lãng phí sao? Nếu có sô-cô-la thì mình sẽ để dành ăn một mình. Cũng phải, cha đưa là vậy mà. Còn bạn thì sao hả? Muốn tặng sô-cô-la cho ai đây? Có cần mình đi mua chung với bạn không? Không cần đi mua đâu, vì mình sẽ tự tay làm sô-cô-la. Ủa? Chuyện này hơi lạ à nha. Mình đánh hơi thấy có cái gì đó rất đáng nghi. À, bạn nói gì vậy chứ? Minchi à, có phải là bạn đã thích ai rồi không? Không có đâu, bạn đừng đoán bậy mà. Mình sẽ làm một cái thiệt là lớn rồi sau đó tự ăn. Nè, chơi cha đu. Ra chiếc bánh qua đây đây. Nếu muốn thì tự qua đây mà lấy. Bạn có quyền gì mà dám sai mình? Con gái gì mà ăn to nói lớn quá vậy không biết. Người ta nói lớn hay nói nhỏ thì liên quan quá gì tới bạn mà bạn thắc mắc chứ. À mà mình nói nè. Ủa? Mình không thích mấy loại sô-cô-la rẻ tiền, ăn không có ngon lạnh gì hết. Mình thích sô-cô-la ở mấy trung tâm thương mại á, nên mình từ chối nhận sô-cô-la của bạn nha. Xa, đồ thần kinh, bạn cứ ở đó mà mơ đi ha. Vì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bạn hư cái gì chứ? Nói cho bạn biết chuyện này nha, Shadow sẽ tặng sô-cô-la cho mình á. Sao bạn chắc chắn như vậy? Để mình nói rõ cho bạn nghe nha. Người mà Shadow sẽ tặng sô-cô-la là mình, lớp trưởng đẹp trai tài năng Lee Yoon-sak. Mình thật sự không biết bạn đang nói cái gì nữa. Vì Shadow chắc chắn sẽ tặng sô-cô-la cho mình. Nè, bạn muốn gây chiến với mình có đúng không? Mình nghĩ người muốn gây chiến là bạn thì có. Đúng là không ra làm sao hết. Thôi mình đi Minchi ơi, ở đây hết vui rồi. Tốt thôi, chúng ta hãy cùng quyết đấu đi. Đấu thì đấu, ai sợ bạn chứ. Ngon quá đây. Cha đưa à, mình hỏi nè. Hả? À, chuyện gì? Bạn thật sự không định tặng sô-cô-la cho ai hết hả? Minchi nè, nếu mình nói bây giờ mình muốn qua nhà của bạn để cùng làm sô-cô-la thì có được không vậy? Có thật không? Mình tưởng bạn sẽ không tặng cho ai chứ. Tự nhiên mình vừa nghĩ ra một người để tặng sô-cô-la rồi. Cho con gửi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn con nhiều lắm. Là thật sao có người để bạn tặng sô-cô-la hả? Người đó là ai vậy? Mình không nói cho bạn biết đâu. Nhìn thật kỹ nha cha đu. Chúng ta phải khuấy đều sô-cô-la với độ nóng vừa phải như vậy nè. À, thiệt là ngon quá đi. À, cha đu, bạn ăn hết thì còn sô-cô-la đâu để nấu nữa. Bạn yên tâm đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều đây nè. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạn rất là giỏi thiệt đó Minchi. Ủa mà làm sao làm tới 3 hộp vậy? Là bởi vì... Cứ nói cho mình biết đi. À khoan đã, có 3 hộp sô-cô-la tức là bạn thích tới 3 người luôn á hả? Không phải như bạn nghĩ đâu. Nhiều lắm luôn á. Đã
Ghi ơi, bạn có nhận được quà chưa? Mình có rồi. Gì, bạn nói thiệt hả? Sáng nay mẹ mình đã tặng cho mình rồi. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Theo mình nghĩ, những đứa trẻ ngây thơ như chúng ta không nên trở thành nạn nhân của người lớn bằng việc mua sô-cô-la để cho họ kiếm tiền như vậy. Bạn nói có đúng không? Ban Ghi, tặng cho bạn nè. Cảm ơn bạn. Bạn ấy đến rồi kìa. Chào bạn nha Minji. Chào cha đưa bạn tới rồi hả? Minji à, các bạn ấy bị làm sao vậy? Họ đang muốn bạn tặng sô-cô-la cho họ đó mà. Thì ra là như vậy hả? Ê nè, nhưng mình chỉ có một hộp thôi, làm sao mà tặng được đây? Thôi được rồi, nếu các bạn muốn mình tặng hộp sô-cô-la này thì các bạn phải vượt qua được thử thách của mình. Thử thách của ngày hôm nay là phải vượt qua mấy cái thanh cầu khỉ kia. Người nào hoàn thành nhanh nhất và ít hơn một phút sẽ chiến thắng. Tất cả chuẩn bị. Tính giờ. Sô-cô-la. Cậu chủ ơi, cậu không sao chứ? Thôi như vậy đủ rồi, không ai có thể hoàn thành được thử thách dưới một phút, cho nên không ai thắng hết á. Minji à, vào ngày lễ tình nhân bạn sẽ tặng sô cô la cho người bạn thích nhất có đúng không hả? Đúng vậy đó. Cũng tức là trong số chúng ta có người bạn ấy thích. Cha đu à. Mình đã quyết định rồi. Người mà mình thích nhất đương nhiên chính là mình rồi. Mình biết ngay là sẽ như vậy mà. Mọi người ơi, có ai muốn chơi đá banh không? Thưa cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi nên cố gắng nhiều hơn. Không sao đâu, ít ra thì con cũng được tập thể dục, chơi khá là vui. Chúng ta đi thôi. Dạ cậu chủ. Thêm một năm nữa mình lại không có quà. Tụi mình cũng không có gì hết, buồn thiệt chứ. Cha đưa ơi. Minji à, sao bạn đi lâu vậy? Mình vào lớp cắt dài thứ. Đúng rồi, bạn đã tặng sô-cô-la chưa? Thật ra thì mình... Cha đưa ơi, Minji ơi, chơi đá banh không nè? Tất nhiên là chơi rồi. Minji à, nhanh lên đi. Mình tới liền. Mình sút đây. Nè, ai kêu bạn sút hả? Bây giờ mình không muốn làm gì hết á. Chúng ta về nhà đi thôi. Đây là gì vậy? Một hộp quà. Ai đã cẩn thận để cái này trên bàn của mình vậy chứ? Trên này còn có tên của mình nữa. Là sô-cô-la đó. Mình cũng có sô-cô-la nữa nè. Chúng ta có quà rồi.
nhanh lên nào. Mẹ mình làm bánh gạo cay và đang chờ chúng ta về nhà ăn đó. Minji à, bạn chuẩn bị đi chưa? Bạn là ai vậy? À, đó là Nuri Chadu à. Mình quen bạn ấy ở lớp học piano đó. Mình thật xin lỗi, bây giờ mình phải đến lớp học piano rồi. Phải đành chịu thôi, mình sẽ đi cùng với bạn tới lớp. À, không cần đâu, tụi mình sẽ đi bằng xe đạp với nhau. Hãy mau đi thôi Minji ơi, coi chừng tụi mình trễ giờ. Mình biết rồi. Nè, Chadu à, mình xin lỗi bạn. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Vậy còn bánh gạo cay thì sao? Sau khi học xong mình sẽ cố gắng đến đó. Bạn ấy bị làm sao vậy? Tam giác tình bạn. Bây giờ đáng lẽ phải học xong rồi chứ. Alo, xin chào. Minji hả? Chadu à, mình không tới được, bạn đừng chờ mình nữa. Mình vẫn còn ở lớp học. Nuri sắp tham dự một cuộc thi nên bạn ấy cần mình giúp luyện tập. Minji ơi, cô giáo kêu bạn nói chuyện điện thoại nhanh lên kìa. À, được rồi, mình vào liền. À, xin lỗi Chadu, ngày mai tụi mình gặp lại. Minji à, Minji à, Minji à, sao bạn lại cúp máy vậy chứ? Minji à. Chị bị sao vậy? Chị Minji gắt máy rồi mà, rảnh quá ha. Cuộc thi piano sao? Vậy thì sao chứ? Ai mà thèm quan tâm tới mấy cái lớp piano chán ngắt đó. Coi đây, mình biết thổi sáo hay lắm nè. Đặc biệt là còn có thể vừa nhảy vừa thổi sáo nữa đó. Ê, ba muốn con càng lớn càng nữ tính hơn, nhưng kiểu này chắc là không ổn rồi. Hôm nay bạn lại tới lớp piano nữa hả? Tại sao lại đi nữa vậy? Hôm qua bạn đã đi học rồi mà. Vì Nuri mời mình tham gia cuộc thi piano cùng với bạn ấy, cho nên mình muốn cùng tập đàn với bạn ấy thôi mà. Vậy thì mình cũng đi luôn. Mình cũng đã suy nghĩ về việc học piano từ lâu rồi. Mình muốn xem thử coi mình có thích và thích hợp với nó hay không á. Có thật không vậy? Mình nghe bạn nói mẹ bạn không cho nên không dám rủ bạn học chung. Nếu vậy thì hay quá. Mẹ ơi, con muốn được đi học piano. Mẹ không có dư tiền để cho con đi học mấy cái thứ đó đâu. Tên của em là Cho Cha Đu hả? Em đã từng chơi piano bao giờ chưa? Em hãy đánh nốt đô cho cô nghe nào. Dạ được. Ôi trời, có vẻ như em chưa từng chơi piano bao giờ. Nè Nuri à, bây giờ cô sẽ vào trong lấy sách. Em ở đây giúp đỡ cho bạn ấy giùm cô nha. À đúng rồi đó, Nuri à, bạn chơi piano rất là hay. Vì vậy bạn có thể giúp cho bạn ấy. Vậy cũng được. Bạn đặt tay lên đàn đi, mình sẽ dạy bạn từ nốt cơ bản. Thôi khỏi đi, mình đã từng chơi phong cầm rồi, cho nên mình đã biết những nốt cơ bản. Cẩn thận chứ, cái nắp đàn coi vậy mà nặng lắm. Nè Nuri, bạn cố tình làm như vậy có đúng không? Mình đã nhìn thấy hết rồi. Sao bạn lại nói như vậy chứ? Nè Chadu à, chuyện này thường xảy ra với những người mới học đàn mà. Chính bạn đã kéo nó xuống, mình thấy mà. Sao các em không luyện tập gì hết vậy? Mau về chỗ của mình đi. Dạ thưa cô. Minji à, mình sẽ chơi một bài thật khó, bạn nghe xem có được không nha. Bạn chơi bài này hay quá à. Thiệt đúng là mắc cười mà. Chơi như vậy mà bạn cũng dám đi thi sao? Ai thèm nghe bạn đàn chứ? Bạn vừa mới nói cái gì đó? Đương nhiên là không ai thèm nghe bạn đàn rồi. Chơi như bạn thì chẳng ai quan tâm hết á. Ngay tới tên bạn người ta cũng không để ý đâu. Cái gì? Bạn nói lại một lần nữa coi. Đủ rồi Chadu à, đừng có nói nữa. Cho mình xin lỗi nha Nuri à, đừng có giận Chadu. Có được không?
Bạn ấy thật đúng là thô lỗ. Hay, nhưng vì nể Minji nên mình sẽ bỏ qua chuyện này có được chứ? Nuri à, mình về mát mẹ cho mà coi. Bạn về thiệt sao? Vậy tạm biệt nha. Còn nói về mát mẹ nữa mới ghê chứ. Mình chỉ dở có một chút thôi mà làm vũ dở, có đúng không Minji à? Chadu à, mình không thích bạn chống đối với Nuri đâu. Như vậy không tốt chút nào. Chống đối bạn ấy hả? Mình đâu có làm vậy đâu. Ai biểu tại bạn ấy cứ khoe khoang về chuyện chơi piano để làm gì chứ? Nuri không có khoe khoang chút nào. Bạn ấy chỉ cố luyện tập. Nên bạn đừng có hiểu lầm. Mình nghĩ trong chuyện này bạn thật sự đã sai rồi đó. Mình là người bạn thân nhất của Minji, nhưng mà Minji lại bảo vệ Nuri. Bạn ấy không hề quan tâm cảm xúc của mình một chút nào hết. Không hề quan tâm. Bạn ấy tên là Minji hả? Sao bạn ấy đi chơi với bạn ấy quá vậy? Là gì á? Trăng My vì bận rộn nên không thể đến lớp học piano trong thời gian này. Mình đi một mình buồn. Mình nhớ rồi, Trăng My đã nghỉ học trong một thời gian dài đúng không? Đúng rồi, bạn nhắc mình mới nhớ. Thật sự Trăng My và gia đình bạn ấy mặc đồ quê mùa mắc cỡ muốn chết. Hơn nữa khu nhà bạn ấy toàn là nhà nghèo mà. Mình thấy hình như là Minji còn chơi thân với một người bạn gái học chung lớp nữa. Nhìn thấy mắc cười lắm. Là chơi Chadu. Bạn ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi à. Chỉ cần mình để cho Shadow ăn hiếp mình một chút thì Minji sẽ nghỉ chơi bạn ấy luôn cho mặt coi. Vậy bạn không muốn làm bạn với Trang Mi nữa, ngay cả khi bạn ấy quay về sao? Có lẽ vậy. Minji có lợi hơn vì quá ngây thơ. Mình rất muốn biết bạn ấy tội nghiệp như thế nào nếu bị mình bỏ rơi. Cái gì vậy? Bạn thiệt là quá đáng lắm. Chơi Shadow. Mình biết là có chuyện đáng ngờ rồi mà. Mình sẽ dẫn bạn tới gặp Minji. Đến gặp thì sao? Đến để vạch trần mình hả? Bạn nghĩ bạn có thể đánh bại được mình hả? Bây giờ đã lộ bộ mặt thật ra rồi ha. Bạn có thể thử nó như muốn. Đứng lại mau. Nè Nuri à? Đứng lại mau. Minji à, Minji. Chadu à, có chuyện gì vậy? Xin chào. Nhìn bạn có vẻ như không ổn cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Minji à, bạn, à không, chúng ta đang bị lừa đó. Trên đường đi siêu thị về, mình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nuri với bạn của bạn ấy. Bạn nói cái gì vậy Chadu? Tụi mình đã cùng nhau làm bài tập về nhà á. Chính miệng của Nuri nói bạn ấy chơi với bạn với mục đích là chỉ để lợi dụng bạn mà thôi à. Và còn nữa, bạn ấy thậm chí còn phản bội người bạn thân nhất của bạn ấy là Trang My nữa. Minji à, mình xin lỗi. Mình thật sự cũng muốn kết bạn với bạn của bạn. Nhưng không ngờ là Shadow lại ghét mình đến như vậy. Lúc nào cũng nói xấu. Bạn nói gì chứ? Vì vậy mình nghĩ không nên chơi với bạn nữa Minji à. Thôi mình đi đây, tạm biệt. Vậy là bạn chịu nhận rồi đúng không? Vậy thì tạm biệt nha. Và bạn hãy nhớ xem lại mình đi. Chờ đã. Shadow à, bạn đã làm mình rất là thất vọng đó. Thật ra Nuri rất muốn làm bạn với hai đứa mình, nhưng mà bạn lại luôn luôn nói nặng lời với bạn ấy như vậy. Vậy nghĩa là sao chứ? Mình chỉ lặp lại những gì bạn ấy nói thôi mà. Mình đã nghe thấy Nuri nói chuyện với bạn của bạn ấy. Nếu thực sự bạn cũng có một người bạn thân khác thì mình sẽ không hành động giống như bạn đâu. Mình ít nhất sẽ cố gắng trở nên thân thiết hơn với người đó. Có thật như vậy không? Được rồi, mình sẽ thử kết bạn với những người bạn mới. Tới lúc đó để thử coi bạn sẽ đối tốt với họ như thế nào nha. Cái gì chứ? Thôi chúc bạn làm bài vui vẻ. Mình chắc chắn là Nuri sẽ coi bài của bạn Minji à.
Mập mập mọc 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 lại. Mập mập mọc 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 mọc. Mập mập mọc 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 mọc. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành một cuộc đua nhưng chạy bằng ba chân. Hãy chọn cặp rồi cột chân lại với nhau đi. Ờ, tại sao hai em còn đứng đó vậy? Cột chân lại với nhau mau lên. À, nhưng cô ơi, lần này em muốn cùng chơi với bạn khác có được không vậy cô? Cái gì? Em muốn bắt cặp với bạn khác sao? Vậy còn Shadow thì sao? Dạ, em cũng muốn được bắt cặp với một bạn khác. Trời ơi, họ nghỉ chơi với nhau rồi sao? Ờ, có chuyện gì vậy? Chắc là vì cô bạn mới tên Nuri rồi. À, Jadu à, bạn cũng phải đi cùng lúc chứ. Đếm 1, 2 rồi đi đi. Mình xin lỗi, mình với Minchi hay bước đi ở nhịp 1 nên mình quen chân rồi. Được rồi các em, hãy coi đây là một cuộc đua thật sự nha. Cố lên nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bạn có sao không? Sút bóng nè. Thấy bạn đi chơi với người bạn khác đã làm cho mình thấy rất là ghen tị. Mình cũng xin lỗi Shadow à. Mình đã không nghĩ đến cảm giác của bạn và còn đổ lỗi cho bạn nữa. Nhưng mà khi không có bạn ở bên cạnh thì mình cảm thấy rất là cô đơn. Mình rất vui vì có thể nói ra được điều này. Shadow à, bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Mình cứ nghĩ bạn ấy có thể là bạn của mình. Vinh nữ Nuri, nghe nói bạn chơi thân với Minchi khi mình nghỉ học, có đúng không? À, là vậy, vì bạn ấy cứ năn nỉ mình chơi với bạn ấy hoài. Nhưng tính bạn ấy kỳ lắm, nên mình không có thích làm bạn với bạn ấy nữa. Sandu à, chơi đá banh với mình không? Đá banh cũng hay đó. Ta 이렇게 같은